Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm. Đó là thuộc xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 5.259m2 nha tất cả anh chị. Và cực kỳ đặc biệt luôn. Thì lô đất này thì xe hơi thì chạy có thể chạy tới đất được nha tất cả anh chị. Nhưng mà cái chỗ quay đầu hơi còn khó khăn nha, tới nhưng mà chưa quay đầu được. Thì vị trí lô đất là từ ngay chỗ cái cây cana này nè, nó đi ngang qua. Thì xung quanh thì hiện tại lô đất đó, đang trồng trồng chanh nha tất cả anh chị. Thì cái bên có những cái vườn cây, vườn ổi đồ rất là nhiều luôn. Để em sẽ quay đi thẳng vô và quay review cho tất cả anh chị xem rõ cái khuôn viên xung quanh cái khu vực này nha tất cả anh chị. Và em sẽ nhắc lại nha tất cả anh chị, lô đất này có diện tích là 5.259m2 nha, hay là được gọi là 502 á. Thì thuộc xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Và lô đất này có mặt tiền là 48m nhân vô 103m nha tất cả anh chị. Và đặc biệt, cực kỳ đặc biệt lô đất này luôn nha. Thì lô đất này có 450m thổ nha tất cả anh chị. Thì một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị xem rõ hình dạng lô đất, cũng như cho tất cả anh chị xem sổ lô đất này luôn nha. Thì 450m thổ, còn lại là đất cây cây hàng năm nha tất cả anh chị. Thì lô đất này cách lộ DT816 là 1,7 km nha các anh chị, theo đường chim bay. Còn cách theo cầu Đức Hòa là khoảng 7,3 km thôi nha. Còn cách lộ DT824 theo đường chim bay thẳng qua thì khoảng 3,2 km thôi. Cách chỗ thị trấn Bến Lức là khoảng 14-15 km thôi nha các anh chị. Còn từ ngay chỗ các anh chị ở khu vực Sài Gòn thì mình chạy về cũng không xa lắm nha. Ngay chỗ ngã tư Bà Hôm thì chạy về tới đất khoảng 20 km nha tất cả anh chị. Thì đất hiện tại là đang trồng chanh nha tất cả anh chị. Thì phía trước lô đất là có một số cây dừa đồ đó. Thì từ ngay chỗ cái con lộ công cộng nha tất cả anh chị, thì cách một cái mương khoảng 3,5-4m nha tất cả anh chị mới tới đất. Lô đất này rất là đẹp nha tất cả anh chị. Đất cực kỳ vuông vức luôn. Là mặt tiền là 48m nhân vô 103m nha tất cả anh chị. Với tổng diện tích là 5.259m2. Đặc biệt là có 450m thổ nha tất cả anh chị. Và em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha. Thì với diện tích như trên 5.259m2 thì chủ bán với giá là 2,3 tỷ nha tất cả anh chị. 2,3 tỷ nha. Thì đất hiện tại là đang trồng chanh. Chanh thì hiện tại là đang cho trái nha tất cả anh chị. Vườn chanh này chắc cũng là hơn 18 tháng tuổi rồi. Trái rất là to luôn. Nhìn như này chắc rất là nhiều nước. Đây trên bờ thì chủ có trồng một số cây dừa nha tất cả anh chị. Thì em xin nhắc lại nha các anh chị khu vực Sài Gòn về xem sở hữu lô đất này, em lấy mốc giáp ranh ngay chỗ Đức Hòa. Thì nếu ngay chỗ Đức Hòa thì khoảng 16 km thôi là có thể chạy tới đất rồi nha. Còn các anh chị em ngay chỗ Bà Hôm đâu đó chạy về là khoảng 20 km nha. Tùy theo vị trí của các anh chị mà mình đi chọn một cái con đường
đến xem đất được nha. Thì cứ các anh chị tới ngay chỗ cầu Đức Hòa là em có thể hướng dẫn cho các anh chị xem đất nha. Thì trước khi đi các anh chị hãy nhớ alo qua anh em trước nha, các anh chị đặt lịch trước để em sắp xếp thời gian cho các anh chị xem đất cũng như gặp được chính chủ nha. Thì em xin nhắc lại nha, những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha tất cả anh chị. Thì ai đứng tên đất là mình sẽ gặp được ngay người đó luôn đó. Thì ngay chỗ cái bờ này nè, chạy thẳng luôn nha. Thì cái lô đất, vị trí lô đất qua tới ranh tới bên kia lần nha tất cả anh chị. Thì với mặt tiền là 48m nhân vô 103m, có 450m thổ. Thì còn lại là đất cây hàng năm nha tất cả anh chị. Và giá bán chính chủ là 2,3 tỷ. Lô đất cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn nha tất cả anh chị. Thì hiện tại là đang trồng chanh, thì các anh chị có thể mua để canh tác trồng chanh, hoặc là các anh chị có thể cho thuê lại nha. Để dành cho các anh chị nào mà yêu thích làm vườn nào đó có thể thuê lại. Thì khu vực này á, thì đa phần là trồng chanh hoặc là trồng ổi đâu đó. Thì tùy theo cái nhu cầu sở thích của các anh chị. Thì lô đất này có thổ, các anh chị có thể về xây các nhà vườn. Thì khu vực này điện nước là đầy đủ nha các anh chị. Sản phẩm như thế này cũng cực kỳ VIP và cực kỳ hiếm nha. Đất rất là đẹp luôn, vuông vức. Mặt tiền cũng rất là rộng nha, với 48m mà nhân vô 103m thì rất là ok nha các anh chị. Phía trước lô đất thì các anh chị để xe hơi qua đất á, thì mình bắt một cái cây cầu, cái cầu đơn giản thôi, hoặc các anh chị có thể làm cầu đúc đồ đó bằng bê tông, hoặc là các anh chị có thể làm cầu sắt thì xe hơi có thể qua đất được luôn luôn nha tất cả anh chị. Thì gần trong cái khuôn viên xung quanh thì cũng có nhà người dân ở nha tất cả anh chị, chứ không phải là ở trong đồng xa xôi nha. Chanh trồng rất là đẹp luôn, có hàng ngũ rõ ràng và hiện tại là đang cho trái nha. Em xin nhắc lại nha tất cả anh chị. Thì từ ngay chỗ vị trí lô đất ra lộ DT816 là khoảng 1,7 km. Thì cách cầu Đức Hòa chỉ có 7,3 km thôi nha tất cả anh chị. Còn cách lộ DT824 nếu theo đường chim bay thì chỉ có 3,2 km thôi. Còn trừ từ ngay chỗ thị trấn Bến Lức về tới đất cũng chạng chạng ở 14-15 km nha. Thì trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Với mặt tiền là 48m, 48,3 luôn đó. Chạy dài vô luôn nha tất cả anh chị. Với là 103m nha. Và lô đất có thổ nha tất cả anh chị. Đặc biệt là có thổ luôn, nên các anh chị có thể về xây cất nhà luôn. Với 450m thổ này, các anh chị có thể xây cất là vi vu luôn rồi. Đây là cái sản phẩm xe hơi là có thể chạy tới đất được nha tất cả anh chị. Nhưng mà chỗ quay đầu hơi chưa có chỗ quay đầu. Đây, trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái sổ, cái lô đất thổ nha. Thì thổ nằm trong cái lô lớn 450m thổ nha, đất ở nông thôn, lâu dài nha tất cả anh chị. Và bên đây em cho tất cả anh chị nè, xem cái hình, cái bản vẽ của thổ á. 450 phía dưới đó là diện tích nha. Rạch góc có cái bờ đê. Thì ngay chỗ cái hệ thống thoát nước, các anh chị cứ gần bắt một cái cầu sắt hoặc là cái cầu đúc qua thôi thì là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, một cái sổ nữa là đất cây hàng năm khác nha các anh chị. Với diện tích là 4.809m², thuộc xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha. Thì hai sổ là 5.259m² nha. Và đây là cái bản vẽ nha, bản vẽ của lô đất 4.809m², đất cây hàng năm. Và cái sổ có cái hình vuông vuông đó, đó là sổ thổ nha. Và cái lô đất này là có hướng là hướng Bắc nha tất cả anh chị. Thì các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp vào hướng Bắc thì mình mua sở hữu sẽ là ok luôn. Nó sẽ đem đến cho tất cả anh chị may mắn và tài lộc đến cho
các anh chị và các nhà đầu tư luôn nha. Và trên màn hình các anh chị, đây là cái khoảng cách từ ngay chỗ vị trí lô đất về tới lộ DT816 chỉ có 1,7 km thôi nha. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình, các anh chị cứ mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha các anh chị. Và em sẽ tư vấn cho các anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi và tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo yêu cầu. Các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất vườn, đất mặt tiền, đất kho, xưởng bãi hay là tìm nhà, cứ mạnh dạn liên hệ với anh em. Em sẽ cố gắng đáp ứng cho tất cả những cái nhu cầu của anh chị luôn nha. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật ý. Chúc cho các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng, xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.